Mở đầu chương mục camera nóng ngày hôm nay là đoạn clip ghi lại vụ cướp táo tợn tại một con hẻm trên đường An Phú Đông chính, thuộc phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, một người phụ nữ đi xe đạp đã bị tên cướp lao vào giật bông tai và tẩu thoát nhanh gọn ngay sau đó. Mời quý vị theo dõi đoạn camera ghi lại vụ việc táo tợn này. Trong video, người phụ nữ đang đi xe đạp trong hẻm vắng thì bất ngờ một nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ chạy từ phía sau tới áp sát, rồi giật mạnh đi chiếc bông tai vàng đeo bên trái của người này, rồi tẩu thoát nhanh chóng, không để lại dấu vết.